Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Dụ Tình, lời mời của bốt thần bí, tác giả Ân Tần, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình là Loki. Thì những bộ truyện mới này mình mới phát ra thì có vẻ là không được nhiều view cho lắm. Mình thì mình cũng không phải là một người quá quan trọng vấn đề view, nhưng mà mình đọc truyện cho team của mình và team của mình lại yêu cầu mình phải đạt được số lượng view trong một tháng. Thế nên là thời gian này là có lẽ là thời gian khó khăn nhất của mình, vì dạo gần đây là mình không không đạt được chỉ tiêu trong tháng. Tất nhiên là nó cũng là một phần, không phải là nói là mới đầu mình nói không quan trọng là cũng không phải, nó cũng rất là quan trọng đối với mình. Nhưng mà mình cũng quan trọng hơn là mình thích đọc những bộ truyện mà nội dung hay, còn những bộ truyện mà theo chủ đề hay là những bộ truyện hot hay những bộ truyện 18 cộng thì có lẽ là mình sẽ không thích cho lắm. Mặc dù mình nếu mà mình đọc những cái bộ truyện kiểu như vậy thì nó sẽ được thu hút được nhiều người nghe hơn, nhưng mà mình không không muốn. Nhưng mà thời gian tới mình cũng đang nghiên cứu là mình phải tiến sâu thêm vào vào bên đọc truyện thu hút theo theo trào lưu thôi. Tại vì mình mới là mình đọc những bộ truyện hay mà lại không được nhiều sự ủng hộ thì có lẽ nó cũng 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 chắc chắn là cũng không không được tốt rồi. Tại vì bản thân mình cảm thấy hay nhưng mà các bạn không cảm thấy hay, mà cái lượng view quá thấp như thế này thì mình sẽ không đạt được chỉ tiêu và mình sẽ bị thu hồi kênh. Đấy là điều chắc chắn, là nếu mà tiếp tục tình trạng này kéo dài mình sẽ bị như thế. Thế nên rất mong các bạn hãy sẽ luôn ủng hộ mình và hãy chia sẻ video giúp mình để cho lượng view nó được tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và luôn theo sát mình cũng như động viên mình, và những cái comment ủng hộ của các bạn luôn là điều tuyệt vời nhất đối với Rocky trong thời gian qua. Nếu mà mình nói thì hơi tiêu cực một tí, nếu mà mình có bị thu hồi kênh hay là bị không để đồng hành cùng các bạn nữa thì rất mong các bạn sẽ luôn nhớ đến mình nha, mà mình sẽ luôn nhớ đến các bạn, gia đình ngôn tình của mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 3, chương 16, đua xe công thức 1. Bởi trên đường đua công thức 1, mỗi tay đua phải chịu một áp lực tâm lý rất lớn so với việc lấy những chiếc xe bình thường khác nhau một trời một vực. Nó không chỉ đòi hỏi một thể trạng vượt trội người bình thường mà còn phải vô cùng tập trung. Khi điều khiển xe trên đường đua, mỗi tay đua phải chịu một áp lực tâm lý tương đương với 4G. Với khi ta giảm tốc độ, lúc này còn vượt quá 5G, đó mới chỉ là phía dưới. Riêng phần đầu chịu thêm sức nặng của mũ bảo hiểm sẽ phải chống đỡ ít nhất là 25kg. Do đó, phần cổ cần phải đặc biệt vững chãi để có thể chống đỡ lực lì tâm này. Lạc Tranh quan sát thấy, cánh tay cùng phần cổ tay của Thương Hưu vô cùng rắn chắc. Khi lái xe với tốc độ cao, dưới áp lực của không khí, việc này điều khiển tay lái phải dùng khá nhiều sức lực. Lúc qua vòng cua lại càng cho thấy cánh tay vững chắc này phải lái đúng theo lộ trình. Nhiều lúc tốc độ lên tới 300 km/h, cánh tay cùng cổ tay cứng tráng cũng là chuyện bình thường. Cửa xe chậm rãi đóng lại, trong trước mắt Lạc Tranh có cảm giác nóng như thiêu đốt, theo bản năng khẽ hơi nhíu hít sâu một hơi. Ngồi phía trước, Thương Hiệu dường như có linh tính, khẽ quay đầu nhìn nàng, đưa tay chỉ vào nhiệt kế trong xe. Lạc Tranh nhìn sang mới phát hiện thấy ra nhiệt độ trong khoang lái đang không ngừng tăng lên. Dựa theo số hiển thị trên màn hình nhiệt kế, lên tới tầm 50-60 độ C. Trời hạ nhiệt độ cao như vậy, làm sao hắn có thể chịu được? Dựa theo thông số trên được thiết kế, dù không có ngừng được bổ sung hơi nước, nhưng tầm sau 2 giờ đua, thân thể cũng sẽ bị tiêu hao một lượng nước tương đối 4kg. Nếu là người bình thường trong thời gian ngắn bị mất nước như vậy, chắc chắn sẽ bị sốc. Hắn có đứt điệp nhiên nói cười cười. Mới nghĩ từ đó, trước mặt nàng xuất hiện một nỗi tràng hạt gỗ màu mun, sáng bóng. Quay sang nhìn, thấy hắn cũng đeo một cái y hệt. Nhíu mày nghi hoặc nhìn người đàn ông phía trước, thấy hắn chỉ vào cổ tay của nàng, ra hiệu bảo nàng đeo vào.
Lạc Tranh có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời đeo vào cổ tay. Lại nhìn đến ánh mắt thâm thúy của hắn, nụ cười không còn vui vẻ như trước, khiến nàng không còn giật mình. Tuy nhìn của hắn vô cùng lạnh lùng. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay nàng bắt gặp ánh mắt này của hắn. Sao có thể như vậy? Đúng lúc này, Lạc Tranh nghe được tiếng loa đếm ngược. Toàn trường đua đang vô cùng náo nhiệt bỗng yên tĩnh trở lại. Khoảng không gian rộng lớn trong phút chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe rền vang đến từng tai nhức óc. Tim Lạc Tranh dường như đập nhanh hơn thường lệ. Ngay sau đó lại cảm giác thấy cổ tay có chút căng thẳng. Cúi đầu đã nhìn thấy Thương Nghiêu đưa bàn tay to nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve chữ vọc trên đó, như thể muốn trấn an lại như mê luyến một điều gì đó. Trong lòng Lạc Tranh bỗng nảy sinh một chút nghi ngờ, nhưng giờ khắc này chẳng thể nghĩ nhiều được như vậy. Bởi vì ngay khi đèn hiệu sáng lên, trong nháy mắt nàng đang cảm thấy cả người như bị sôi đi. Khung cảnh hai bên đường đua nhanh chóng lùi về phía sau theo đường vòng cung. Dường như ngay cả tiếng la hét chói tai trên khán đài cũng bị át mất, tăng trường đua chỉ còn lại lần nữa sôi lên, hòa với tiếng động cơ gầm rú đến điếc tai. Giờ khắc này, Lạc Tranh chỉ có thể gắt gao bám chặt răng quan sát, cố gắng không nhắm mắt lại, ép bản thân phải bình tĩnh lại từng chút một. Nhưng kể từ khi xe xuất phát, nhịp tim của nàng cũng tăng tốc theo, vừa gần như thể muốn nhảy hết ra ngoài. Chiếc xe không ngừng tăng tốc, vượt qua mọi chướng ngại vật, bẻ lái tại khúc cua. Mọi thao tác dưới bàn tay Thương Yêu diễn ra vô cùng thành thục, khiến nàng nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Kể từ khi trở thành luật sư, tuy đã trải qua vô số lần nguy hiểm, nhưng loại vận động mạo hiểm ở cỡ này Lạc Tranh mới lần đầu trải nghiệm. Cùng ngồi trên xe với một tay đua công thức một loại trên này và nói với nàng là không thấy thể tưởng tượng nổi. Không có hình dung ra ngày hôm sau, trang nhất của các tạp chí sẽ đăng tải hàng loạt sự kiện này. Một cuộc đua vô cùng quái dị, không hề giống với bất kỳ cuộc đua nào từng diễn ra trước đó. Nắm chặt chuỗi vòng trên cổ tay, Lạc Tranh thì không biết chuỗi vòng này là của ai. Có lẽ là của hắn, hoặc là của một ai đó khác, nhưng mà nàng cũng chẳng hề quan tâm được nữa. Thượng đế phù hộ, xe lại tiếp tục tăng tốc. Lạc Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông phía trước, khuôn mặt hắn vẫn cương nghị, trước sau như một, lại vô cùng bình tĩnh. Lấy quả chiếc đồng hồ trên tốc độ, hai mắt nàng bỗng chốc chừng lớn. Chỉ trong vòng 5 giây, hắn đã tăng tốc lên hơn 200 km/h. Thời gian dần dần trôi đi, Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc như muốn chết lặng. Không biết qua bao nhiêu thời gian nữa đã trôi qua, cũng không biết khi nào cuộc đua mới có thể chấm dứt. Điều duy nhất Lạc Tranh nhận thấy lúc này là chừng chiếc xe từng xếp ra đua trên đường đua, hoặc là bị Thương Nghiêu vực lên, hoặc là đến khúc quanh bỗng dưng bay bọt lên rơi xuống vỡ nát. Sinh mạng con người trên trường đua này đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Liền sau đó tim Lạc Tranh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này không phải vì khẩn trương, mà nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy xe của mình đã sớm vượt lên dẫn đầu, bỏ lại phía sau một loạt xe cùng với khói bụi mịt mù. Phía trước chính là ánh hào quang của chiến thắng. Trời ơi, Lạc Tranh thiếu chút nữa vì hưng phấn mà hét lên. Có trời mới biết, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác kích động như vậy. Xe của họ sẽ đạt giải quán quân sao? Đây là sự thật. Tuy nói nàng không thích kiểu vận động nguy hiểm cơ này, nhưng mà hương vị của chiến thắng đang ở ngay trước mắt, đặc biệt khiến không người nào có thể cự tuyệt. Gần, lại gần tới đích hơn, Lạc Tranh dường như có thể cảm nhận được toàn bộ trường đua, đoan hôn hô của vũ bọn họ, lại có chút kích động nhìn người đàn ông phía trước. Đôi mắt đen thẳm của hắn lúc này khiến người ta không thể đoán định, lại tỏa ra nét hùng hãn của loài thú. Có lẽ chỉ những người đàn ông như hắn mới có thể khống chế được loại vận động mạnh cỡ này. Chỉ là Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ trưởng thành tay đua vô địch nước Pháp, bởi vì kỹ thuật của hắn tốt như vậy, sao trước giờ nàng chưa từng nghe nói tới. Trong lúc nàng còn đang cảm thấy nghi hoặc, bỗng thấy thân mình hơi chững lại. Ngay sau đó, tất cả mọi chú ý nghĩ dường như đóng băng. Tất cả hưng phấn và kích động cùng khát vọng chiến thắng trong nháy mắt biến thành hư ảo, cảm giác hăng hái cũng mất tăm. Một lúc sau, cả đoàn xe đua vốn tụt lại phía sau, gầm rú, tăng tốc vượt qua bọn họ như tia chớp. Lạc Tranh không thể tưởng tượng nổi giữ người nhìn Thương Nghêu. Hắn tới đích rồi lại còn ngừng lại, hắn điên rồi sao? Buồng lái chậm rãi mở ra, không khí bên ngoài xua đi cái nóng oi bức bên trong. Thương Nghêu cởi mũ bảo hiểm rồi cùng găng tay ném cả ra ngoài xe, ngón tay toàn dài khẽ đè mi mi tâm. Lạc Tranh cũng tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn năng động bất thường của Thương Nghêu, không nhịn được mở miệng hỏi tại sao. Hắn rõ ràng có thể đoạt quán quân lại đột nhiên buông tay, trong chuyện này nhất định có nguyên do. Thường Nghiêu quay đầu nhìn vào ánh mắt chất vấn của nàng, dáng vẻ của hắn hệt như trước, thần thái vô cùng tỉnh táo, bộ dáng cũng thoải mái không tả. Nhẹ nhàng mím môi, hắn cất tiếng đầy hứng thú, lần đầu tiên tôi thấy một người con gái can đảm như em. Hà
Lại tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, câu nói của hắn chán nhập gì với câu hỏi của nàng chút nào. Chuyện này với nàng thì có quan hệ gì chứ? Những chiếc xe bị bỏ lại phía sau lần lượt vượt qua, không khó nhận ra tốc độ của Thương Nghiêu nhanh tới cỡ nào, có thể vượt xa đối thủ đến như vậy. Mái tóc dài của Lạch Tranh bị gió thổi tung, đang định đưa tay giữ tóc bị hắn nhanh tay hơn giành trước. Ngón tay thon dài mang theo mùi hoa hương nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc rối, động tác vô cùng dịu dàng. Cảm ơn. Sao mặt Lạch Tranh có chút mất tự nhiên, động tác của hắn quá mức thân mật, ngước mắt lên nhìn ánh mắt như cười của hắn. Nàng hơi nhíu mày, tự tay vén lại tóc của mình. Không biết tại sao, lúc nào nàng cũng có cảm giác hắn đang trêu chọc mình. Em rất can đảm, cũng rất bình tĩnh. Thương Nghiêu tù lại lại, cười nhẹ. Thương Nghiêu tiên sinh, luôn tự tin vào nhãn lực của mình như vậy sao? Lạch Tranh xoa xoa bờ vai, khẽ đáp lại bằng một câu hỏi. Thật lòng mà nói, cổ của nàng hiện giờ xoay bên nào cũng cảm thấy đau. Yên nhất thì em không hề là hết. Thương Nghiêu nhìn Lạch Tranh đầy hứng thú, thấy nàng chậm rãi xoa bóc cổ, da thịt trắng ngần khẽ lộ ra, khiến đôi mắt hắn bất giác sẫm lại. Lạch Tranh nhún vai, nhếch miệng. Có lẽ tôi đã sớm bị dọa đến nỗi không hét nổi. Nói không sợ là nói dối, ngay lúc này tôi càng lo không biết là phải cổ tôi bị vặn gãy rồi hay không đây. Thường Nghiêu dường như bị lời nói của nàng cho cười, khóe môi nính nhếch lên vô cùng quyến rũ, bàn tay lần nữa đặt lên bờ vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp giúp giảm bớt đau nhức nơi gáy, khiến cho Lạc Tranh sợ đến sững sờ. Xe đua công thức 1 thường đạt tới vận tốc 200 km/h lúc ở khúc quanh, lực ép khi đó có thể đạt tới 4G, vận tốc lúc cao nhất còn vượt qua 350 km/h. Vì thế sau mỗi cuộc đua cần cái giá phải trả là phần cổ phần gáy sẽ vô cùng đau nhức. Nếu không có đồ bảo hộ cùng hệ thống an toàn hỗ trợ trong khoang lái thì ngay cả mũ bảo hiểm cũng sẽ bị văng ra khỏi đầu. Trên em nói em dám ngồi bên cạnh tôi cũng được chứng tỏ em vô cùng dũng cảm. Lạch Tranh nghe vậy kinh hoàng mở to mắt, quên luôn cả việc gạt bàn tay hắn, mặc cho hắn tùy ý xoa bóp phần vai gáy của nàng, động tác vô cùng ái muội. Một lúc sau Lạch Tranh mới tốt lên lời tận trong đáy lòng. Nếu như anh sớm nói cho tôi biết chuyện này thì tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà ngồi bên cạnh anh. Nàng biết người đàn ông này là kẻ điên, nhưng mà quỷ cái thế nào nàng này có thể cùng điên cùng với hắn như vậy. Không đâu, em sẽ vẫn lựa chọn ngồi bên cạnh tôi thôi. Thường Nghiêu có vẻ không đếm xỉa tới lời nói của nàng, cười nhẹ, giọng nói mang tính khẳng định, hướng về khuôn mặt nàng có chút trắng bệch của Lạc Tranh, ngón tay xoa lên vai nàng, khẽ dịch lên, hưởng thụ làn da mềm mại nơi cổ. Em rất dũng cảm, lại hiếu thắng, cho nên dù em sớm biết có nguy hiểm như vậy cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Hoặc là em đã sớm có cảm giác an toàn với tôi. Lạch Tranh nghe vậy mà tâm tư bất giác chấn động thốt lên. Anh nói vậy, anh sinh ra cảm giác an toàn với anh chứ? Nàng không ngờ rằng câu phản bác vừa rồi lại mang theo bao nhiêu phần hờn dỗi, vô cùng nữ tính. Nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng đậm hơn, ngón tay không an phận tiến đến gương mặt của nàng, liền sau đó khẽ véo nhẹ vào cái cằm nhỏ xinh, động tác vô cùng ám muội. Không cần vội vã phủ nhận, bởi vì... Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, nóng rực. Tôi thích phụ nữ dũng cảm. Lạch Tranh vừa nghe xong câu hắn nói, tim bất giác đập thình thịch, nhưng lại mặc cho anh tiếp tục các động tác ái muội kia. Đôi mắt trong veo đang bối rối, dần tỉnh táo trở lại, nhếch môi cười khẽ. Vậy sao? Thì ra Thương Nghiêu tiên sinh lại có sở thích đặc biệt như vậy. Đáng tiếc, tôi chỉ là một người con gái yếu ớt, ham sống sợ chết mà thôi. Một câu nói của nàng vô cùng dứt khoát như thế, muốn chặn đứng mọi ý đồ trêu ghẹo xấu xa của hắn. Từ trong đáy mắt hắn, sâu thẳm của Thương Nghiêu lóe lên một tia tán thưởng. Hắn không nói gì, chỉ cười vô cùng hàm ý. Lúc này nhân viên trưởng lui đi tới, dè dặt phá vỡ không gian có vẻ tốt đẹp giữa họ, khẽ nói. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài có muốn tôi làm như năm ngoái, thay ngài lái xe trở về? Lạch Tranh thấy có người, vội vàng xoay mặt đi, né tránh động tác vuốt ve cằm của nàng vô cùng ái muội của hắn. Thương Nghiêu cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ lấy mình đem tay chống lên thành xe. Ánh mắt vẫn dán chặt lên gò má Lạch Tranh, thản nhiên nói. Không cần, năm nay xe cho các người lái về. Vâng, Thương Nghiêu tiên sinh. Nhân viên trường đua biết điều lập tức rời đi. Lạch Tranh vô cùng thông minh, hơn nữa nàng cũng chẳng thích giả vờ ngu ngốc. Hơi nhướng mày, đôi mắt tinh anh mở to. Thương Nghiêu tiên sinh, sẽ không bắt tôi thay ngài lái xe đua về đi chứ? Tôi tin em sẽ không từ chối. Thương Nghiêu cười rất vui vẻ, mở cửa xe, bước xuống, làm vài cái động tác co duỗi chân tay. Lạch Tranh cũng theo xuống xe, đi tới bên cạnh sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Thương Nghiêu tiên sinh, thực coi tôi như là vô địch châu Á sao? Tôi chưa từng lái qua xe đua, sẽ rất nguy hiểm. Có tôi ở bên cạnh, em lo sợ gì? Thương Nghiêu nói xong, bàn tay to túm lấy nàng đẩy vào bùn lại.
sau đó nhanh chóng nhảy vào theo, ngồi tại vị trí nút trước của nàng. Anh điên sao? Lạc Tranh này phải nói là vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn có vẻ đang đùa giỡn, lại lắc đầu. Tôi thật thấy anh điên rồi. Đua xe vốn là một chuyện điên cuồng. Thường nhiều lần chữ hạt trên tay khẽ bút ve, đáy mắt hắn nổi lên một tia ăn hiểu sâu sắc. Lạc Tranh này mới nhớ tới việc tháo chiếc vòng ra, suy nghĩ một chút lại hỏi hắn. Theo như tiên sinh, tôi rất muốn biết tại sao lại dừng xe, trong khi có lẽ chúng ta sẽ về đích trước tiên. Tuy là Tranh chẳng ham gì vị trí quán quân, nhưng để vụt mất chiến thắng trong tầm tay thì cũng thật đáng tiếc. Thường nhiều nghe xong thản nhiên nói, giành được vị trí đó với tôi mà chẳng có gì quan trọng. Lạc Tranh mỉm cười nhíu mày. Năm nay anh cũng tham gia đua xe, nhưng lần nào anh cũng dừng lại ngay vạch sát đích, tại sao lại như vậy? Bớt ra nhớ tới đến câu nói vừa nãy của nhân viên trường đua, xem ra hành động này của hắn đã thành thông lệ. Nụ cười vui vẻ trên môi Thương Nghiêu trở lành, nhưng chỉ trong mắt, hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà lại đưa tay lên khẽ vèo má Lạc Tranh, thái độ có chút nghiệt ngẫm. Cô gái nhỏ, em không cần phải thông minh như vậy, nhưng mà khiến tôi thực sự thích. Ánh mắt Lạc Tranh hơi dao động. Cô gái nhỏ toàn thân bất giác nổi lên da gà. Có trời mới biết chưa từng có người đàn ông nào gọi nàng như vậy, ngay cả Húc Hiên cũng chưa từng. Thấy hắn tự hồ không muốn nói chuyện thêm mấy chuyện này, nàng cũng không hỏi tới nữa, khẽ thản nhẹ. Anh sẽ không thật sự bắt tôi lái xe đua quay lại đấy chứ? Anh hẳn biết rõ tôi không thể nào lái xe cực nhanh được, nếu tốc độ không đạt yêu cầu sẽ khiến xe bị tổn hại nghiêm trọng. Không hề gì, em cứ từ từ học, tôi sẽ hướng dẫn em. Song điều của Tương Nghiêu bất giác trở nên vô cùng nhu hòa, đưa tay nắm lấy thay tay của nàng, hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác vô cùng phức tạp. Thái độ học tập của Lạc Tranh vô cùng nghiêm túc. Thực ra có thể tự mình mở mang kiến thức về xe đua cũng là một chuyện may mắn. Tuy rằng nàng là luật sư danh tiếng, nhưng tài chính cũng không dồi dào đến mức có thể quan tâm tới xe đua. Có người chịu bỏ tiền bạc vô cùng công sức cho nàng trải nghiệm cảm giác lướt đi cùng tia chớp, cảm giác cũng không tệ. Chương 17, nụ hôn ái muội. Nàng nghe đến mê mẩn, thái độ học tập cũng vô cùng chăm chú. Thương Nghiêu cúi người xuống tự mình giảng giải từng thao tác cho nàng. Bởi không gian trong buồng lái khó nhỏ nên chẳng mấy chốc hai người cũng sát lại gần nhau. Thật là phức tạp, tôi vốn tưởng chỉ đơn giản như lái xe bình thường thôi. Lạc Tranh thở dài một hơi, bộ ngực căng tròn theo đó vập phồng, vô tình cọ sát vào cánh tay đàn ông trắng kiệm của Thương Nghiêu. Hơi thở phía trên đỉnh đầu nàng có vẻ đục ngầu và rõ trên gương mặt xinh đẹp. Em chỉ cần điều chỉnh tốt phương hướng là được, hiểu chứ? Tiếng nói trầm thấp của Thương Nghiêu vang lên, toàn ra một hơi thở thơm mát. Ánh mắt hắn nhìn về phía nàng có chút u ám, tà mị, hai tay kín đáo điều chỉnh vị trí một chút, càng thêm lớn mật đụng chạm nơi ngực nàng, tận hưởng sự mềm mại qua lớp áo. Ừ, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hơi lo, dù sao đây cũng là lần đầu tiên lái thử. Đang phải nghiên cứu các loại đồng hồ trên xe, Lạc Tranh căn bản không để ý tới động tác đụng chạm để tái ý của hắn, chỉ cảm thấy nơi ngực liên tục bị ép chặt, vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi, lại càng bị ép chặt hơn. Có tôi bên cạnh, em cứ từ từ thôi. Giọng nói vốn trầm thấp của hắn dường như càng trầm hơn, gương mặt cương nghị sát lại gần, thì thầm bên tai nàng thả ra hơi thở nóng hổi lên gáy cùng mảnh tay nhạy cảm. Lạc Tranh đột nhiên đẩy cao cảnh giác, hơi thở của đàn ông nóng bỏng như thể nhen nhóm mồi lửa trên da thịt nàng, hơi nghiêng đầu định né tránh hơi thở của hắn. Không ngờ ngay khi Lạc Tranh quay đầu lại, Thương Nghiêu cũng làm ra vẻ điều chỉnh lại tư thế. Nhưng cơ hội đó, đôi môi mỏng khiêu ngợi khẽ lướt lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Khoảnh khắc môi chạm môi, Lạc Tranh cảm thấy rõ ràng hắn tăng thêm lực. Ầm, đầu óc Lạc Tranh hoàn toàn trống rỗng. Hành động nhìn như có vẻ vô tình này lại thực sự cố ý chọc đến tính toán kỹ lưỡng, mang theo sự mập mờ không tả xiết. Thường Nghiêu nhìn nàng, đáy mắt vẫn sâu thẳm khó dò. Thật đúng như những gì hắn đã tưởng tượng, mềm mại khiến đàn ông điên cuồng. Nghĩ tới đây, con mắt hắn càng ngu tối, tự nhiên dã thú say mồi. Anh, Lạc Tranh không biết hắn là vô tình hay cố ý, cũng không biết nên nói gì. Chỉ đành cắn cắn môi, nhưng người về phía trước một chút, cố gắng tránh xa khỏi cơ thể của hắn. Thế nghe tên sinh, tôi thấy chiếc xe này anh tự lái về là sẽ tốt hơn. Lòng nàng càng lúc càng vô cùng rối loạn, ánh mắt hắn khiến cho nàng cảm thấy bất an, thực sự bất an. Em có biết bao nhiêu cô gái ao ước được giống như em, ngồi bên cạnh tôi hay không? Em thông minh như vậy, cũng nên đáp lễ mới phải. Thường Nghiêu đem hai bàn tay to lớn đặt lên tay lái, mình mới Lạc Tranh ở trong ngực, khiến nàng một chút không gian để trốn tránh cũng không còn. Tiếng nói nặng như tảng đá đánh vào thẳng vào trong lòng Lạc Tranh, hốp càng thêm gấp gáp. Lạc Tranh cố ý giữ vững tâm lý của mình, bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi Thương Nghiêu tiên sinh, tôi không phải là người con gái khác, tôi là bạn gái của Húc Hiên." Nàng cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn thêm lần nữa, hành vi vừa rồi chính tả của người đàn ông này thật khiến nàng cảm thấy khó xử.
Thường Nghiêu cười khẽ, lên tiếng, vẫn không buồn để ý tới lời nhắc nhở của nàng. Tôi nghĩ... Hàn cúi đầu xuống, sống mũi cao thẳng luồn vào tóc mái của nàng, làn môi nóng bỏng áp lên gò má trắng mịn, di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Hương vị của em nhất định sẽ rất ngọt ngào. Lạch Tranh không còn chỗ để né tránh, chỉ có thể để mặc cho hơi thở dồn dập, mạnh mẽ, nóng bỏng, tràn đầy mùi hương thơm ngát của hắn bao vây lấy mình. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: Nếu như lời của Thương Yêu tiên sinh vẫn là muốn ám chỉ hành động vừa rồi, thì thật đáng tiếc. Tôi chỉ cảm thấy giống như có một con rắn bỏ qua mà thôi. Chương 18. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tuy Lạc Tranh là luật sư nổi tiếng, nhưng nàng cũng chỉ là một người bình thường. Đối mặt với tình huống bị người ta đùa bỡn hoặc chọc ghẹo, đương nhiên sẽ bực mình và công kích lại. Đương nhiên, đây là đầu tiên nàng dùng thái độ này đối với khách hàng, mặc dù người đông này là khách hàng mà nàng rất muốn tranh thủ sự hợp tác. Nhưng lần này một khi đã thốt ra, có lẽ sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng lớn. Trước mắt có thể thấy sẽ trực tiếp chọc giận hắn, sẽ không còn bất kỳ cơ hội hợp tác nào nữa. Nhưng mà, nàng thực sự không còn đủ kiên nhẫn. Kể từ khi tới Paris, nàng liên tiếp bị người đàn ông này trêu đùa, đầu tiên bằng lời nói, sau đó bằng hành động. Nếu không phải vì lấy chuyện hợp tác làm trọng, hại thêm hắn đằng bạn của Húc Hiên, nàng đã sớm trở mặt rồi. Nhưng mà, lời nói thốt ra đã lâu, không hề có một cơn thịnh nộ nào trút xuống, mà là... Chỉ thấy Thương Nghiêu không giận, trái lại còn cười, đôi mắt thâm thúy sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt trắng trẻo, vô cùng bình tĩnh của nàng, đẹp tự đó hoa dạ lan dưới ánh mặt trăng. Hắn nhìn nàng chăm chú, không nói lời nào, khuôn mặt vô cùng cương nghị, khiến người ta khó có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của hắn. Móng tay Lạc Tranh lúc này dường như khảm sâu vào trong lòng bàn tay, nhìn sao mặt nàng vẫn giữ một vẻ bình tĩnh như trước. Đúng là một người đàn ông vô cùng khó dây, trừ phi hắn chủ động bỏ qua cho nàng, nếu không nàng từ không cách nào địch lại hắn. Dường như nhìn thấy sự kiên nhẫn của Lạc Tranh đã lên tới kịch điểm, khóe môi Thương Nghiêu khẽ nhưng lên, bộ răng vô cùng tà mị, cuồng ngạo, khiến người ta phải mê muội. Cuối cùng, hắn cũng mở miệng, tiếng nói trầm thấp cất lên, mang theo hàm ý nửa đùa nửa thật. Thật đáng tiếc. Lạc Tranh cũng không ngờ hắn lại đột ngột thốt lên mới lần này, ánh mắt khẽ nộn nhạo như hề hồ nước phẳng lặng, khi bị cơn gió nhẹ thoảng qua, bỗng dừng gợn sóng. Nàng hơi nhíu mày, nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ. Thương Nghiêu hơi nghiêng người về phía trước, ngũ quan cân đối đẹp tựa một thiên thần trong thần thoại Hy Lạp, toát lên vẻ cương nghị cùng quyền uy. Khoảng cách gần như vậy khiến Lạc Tranh không có cách nào tránh né, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn với một thái độ vô cùng cảnh giác. Nàng không thể không thừa nhận người lúc này hoàn mỹ, không chỉ về ngoại hình tuấn tú mà còn tràn đầy khí thế. Thật khó tưởng tượng trên đời này lại có một người đàn ông hội tụ đầy đủ những nét đẹp vô cùng tinh tế đến vậy. Húc Hiên thật sự là phí phạm báu vật trời ban, chẳng lẽ hắn không biết em quyến rũ đến nhường nào ư? Bạn gái đẹp như vậy mà để bên ngoài thật là quá nguy hiểm. Thường Nghiêu nhếch môi mỏng, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng lớn mật, mà cách hắn nhìn về phía nàng cũng không hề che giấu tà mị. Lạc Tranh đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, thản nhiên trả lời: Sẽ không, Húc Hiên và tôi yêu nhau thật lòng, anh ấy hiểu rõ tính cách của tôi, đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, đây là đạo lý căn bản. Bao năm qua, Lạc Tranh chưa từng gặp một người đàn ông nào nguy hiểm như Thương Nghiêu. Nếu nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật này, làm từng nghe rất nhiều, nhưng mà lần này không biết là ý gì đây. Yêu nhau? Thương Nghiêu nghe vậy mỉa mai cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng lấy một lọn tóc của nàng kéo lên trong mũi, hít sâu mùi hương thuộc về nàng. Những lời của Lạc tiểu thư thật khiến người nghe vô cùng cảm động. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài có mong muốn hoặc yêu cầu gì xin cứ nói thẳng. Lạc Tranh biết rõ người đàn ông này nhất định có mưu đồ, nếu không sẽ không làm mấy năm lần bề được gặp gỡ nàng. Nếu như hắn hoàn toàn không có ý hợp tác, có lẽ cũng không cho nàng cơ hội tiếp cận, dù chỉ là nhỏ nhất. Tuy nàng không thực sự hiểu rõ hắn, nhưng cũng biết một người đàn ông thành đạt như vậy tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian một cách vô ích. Tất cả những việc hắn làm, nhưng là hắn nói, nhất định là có mục đích. Thường Nhiều cười vô cùng sáng sỡ, nhìn nàng chằm chằm. Mở cái ngăn bên tay phải của em, lấy vật đó ra. Lạc Tranh của chút chần chừ khẽ lách nhíp mắt nhìn hắn, sau đó mở cái ngăn kia ra. Chiếc xe này quả thực là được hắn cải tạo hoàn hảo, từng chỗ đều được đặc biệt thiết kế tỉ mỉ. Trong ngăn hiện ra một chiếc chìa khóa, cũng có cả một tờ hợp đồng. Trong Lạc Tranh hơi nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ thấu hiểu. Khi nàng nhìn thấy hai vật này cùng một lúc, nội tâm đã hiểu tới 7-8 phần. Hô hấp của chút dồn dập, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của nàng. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định giả ngốc,
loại chuyện như vậy nàng đã từng gặp qua, đương nhiên là muốn tìm cách khéo léo tránh thoát. Bởi vì nếu như phán đoán của nàng, chiếc chìa khóa khi hẳn là... Thưa nghe tiên sinh, nếu như đã bằng lòng hợp tác cùng văn phòng chúng tôi, vậy thì không cần phải tìm nhiều thử thách như vậy. Ở Trung Quốc có câu nói, dùng người thì không nên nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng. Thưa nghe tiên sinh, bản hợp đồng này có thể ký tên được rồi chứ? Thương Nghiêu Trì cứ cười, bộ dáng vẫn khó giỏi như trước. Ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt của nàng, không để ý tới bản hợp đồng của nàng vừa nhắc tới, trực tiếp cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay nàng, nhưng môi thả mịn nhốt thốt lên. Đây là chìa khóa phòng hàng gia tại khách sạn Bosman, thuộc sở hữu của tôi, tuyệt đối an toàn. Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói của hắn bất giác trùng xuống, điều đến cũng phải đến, chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể làm như vậy, hắn vốn là bạn thân của Húc Khiên. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc mọi chuyện, nàng muốn tìm cho một cơ hội biện pháp vẹn cả đôi đường. Chiếc chìa khóa trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lóa dưới mặt trời, cơ hồ khiến nàng nhức nhối. Âm thầm hít sâu một hơi, nhìn vào cặp mắt đen thẫm của hắn, Lạc Tranh nở nụ cười vô tội đầy cảm kích. Thế nhiều tiên sinh thật là người chu đáo, nhưng mà tôi cùng Húc Khiên ở Paris cũng không được lâu, không cần phải đổi khách sạn phiền phức như vậy. Khách sạn mà thương yêu tiên sinh sắp xếp cho chúng tôi rất tốt, ý tốt của ngài chúng tôi xin ghi tạc trong lòng. Thương Nghiêu nghe xong cười vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn nàng lại thêm phần hứng thú, ý đồ cũng vô cùng rõ ràng. Lạc tiểu thư, em luôn luôn là một người con gái thông minh, cũng làm ra vẻ hồ đồ, hẳn không phải là tác phong của em. Hắn lại càng tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt nàng. Em luôn miệng phải nhắc tới Húc Khiên, là đang sợ cái gì? Là vì phòng ngừa tôi có ý đồ với em sao? Thương yêu tiên sinh quyền cao chức trọng, bên cạnh luôn luôn không thiếu phụ nữ. Trong mắt thương yêu tiên sinh, tôi chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ, cho nên sao có thể cho rằng thương yêu tiên sinh có ý đồ gì với mình chứ? Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh, không kính hoàng trốn tránh như những người con gái khác, cũng không tỏ vẻ kịch cưỡng, mà thản nhiên cùng hắn đối đáp. Thương yêu tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Thương yêu nâng cánh tay trực tiếp cầm lấy cằm nàng, môi mỏng cơ hồ muốn dán lên môi anh đào căng mỏng, hơi thở tràn ngập mùi hoa hương, nóng rực chuyện lấy hơi thở của nàng. Em thông minh như vậy, hẳn là biết rõ tôi muốn làm cái gì. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, đem chìa khóa trong tay một lần nữa, nét trở lại lòng bàn tay của nàng, giọng nói không hề che lấp dục vọng. Đêm mai, 9 giờ, tôi ở khách sạn chờ em, tôi chỉ muốn em một đêm mà thôi. Sau một đêm, em sẽ nhận được thứ em muốn. Em yên tâm, chỉ có một đêm, Húc Khiên hắn sẽ không có phát hiện gì hết. Cùng với lời nói tà ác, bàn tay ho của hắn tậm rãi rời xuống, hơi nóng da thịt phía sau lưng nàng. Nụ cười trên môi Lạc Tranh dừng lại, nàng không khiếp sợ, cũng không hất bàn tay không an phận của hắn xuống, chỉ là không ngờ tới hắn lại dứt khoát đề xuất yêu cầu nàng quá đáng như vậy. Thấy ánh mắt của nàng dần trở nên ngưng trọng, Thương Nghiêu nâng cao kiếp cằm nhỏ của nàng, khẽ vuốt ve, cất tiếng nói càng thêm rõ ràng. Lạc tiểu thư, em đừng quên, tôi là thương nhân, sẽ chứng nên lập trường kinh doanh để nhìn nhận vấn đề. Em muốn thứ mình muốn, thì tôi cũng phải đạt được thứ tôi muốn. Ánh mắt hắn vẫn kính như bưng. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần em một đêm, nếu như em thực sự muốn hợp tác, hãy chứng tỏ thành ý cho tôi thấy. Chỉ có thông qua phương thức này, tôi mới biết rốt cuộc em có được bao nhiêu thành ý. Lạc Tranh chỉ cảm thấy gương mặt như tê dại, cảm giác bút dài theo từng lỗ chân lông thấm vào trong máu, nàng không khỏi cất tiếng cười lạnh lùng. Tôi vẫn tưởng thiên yêu tiên sinh không giống những người đàn ông khác. Xem ra là tiểu thư sớm đã thân kinh bách chiến. Ánh mắt thương yêu tiên sinh bỗng dưng chuyển lành, lộ ra âm u vô cùng, khóe môi đang tươi cười cũng lạnh băng. Đã như vậy, đêm mai chúng ta tiến hành như thỏa thuận. Lạc Tranh nghe ra ý mỉa mai, cùng khinh thường trong lời nói của hắn, cũng không có bất kỳ lời giải thích, chỉ thản nhiên nói: "Này sai rồi, thương yêu tiên sinh, tôi có quyền cự tuyệt, cho dù tôi thân kinh bách chiến cũng phải tìm đối tượng thích hợp." Thương yêu nghe thấy vậy, buông cả nàng ra, nét mỉa mai trong mắt rồi biến thành nghiền ngẫm. Theo tôi biết, em đã không có quyền lựa chọn, trừ phi em không quan tâm sự sống còn của văn phòng luật. Lạc Tranh nhìn hắn. Thương yêu tiên sinh, dùng cách này để uy hiếp không phải quá nhẹ tay sao? Danh tiếng của văn phòng chúng tôi không phải tạo dựng lên trong một ngày một ngày hai. Chẳng lẽ thương yêu tiên sinh thật sự cho rằng chúng tôi sẽ bởi vì mất đi một khách hàng mà phải đóng cửa sao? Tôi chưa từng hoài nghi năng lực của Húc Khiên, huống chi hắn còn có một người phụ nữ thông minh như em hỗ trợ. Chẳng qua... Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, nói tiếp: "Việc đời khó đoán, công việc kinh doanh chẳng có ai dám nói chắc, khi lại lỗ cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc Khiên lần này tới Pháp giúp sức tìm kiếm khách hàng, kết quả thế nào em cũng thấy rồi đấy."
Lạch Tranh không thể phản bác lại, nhưng gì nói quả là không sai. Lần này Húc Khiên có thể tìm được khách hàng nặng ký thì đã không đem toàn bộ hy vọng đặt lên Thương Nghiêu. Tranh thủ thấy lòng hắn để đạt được hợp đồng. Chỉ có điều nàng thấy thực tế không đơn giản như họ đã tưởng tượng. Nếu như bên em có thể hợp tác với tôi lần này, thì trong vài năm tới, Văn Vòng Lộc sẽ đủ khả năng lội ngược dòng, cho dù em là thời kỳ quá độ cũng được, ít nhất cũng là cơ hội để bên em tranh thủ kiếm tiền. Phải nói việc trước mắt em chính là mồi chốt, đạt được thành công hay không cũng đồng nghĩa tiền đồ sáng lạng. Nhưng mà nếu để vụt mất, Thường Nghiêu nhún vai, cười ta mi. Quý vị sẽ lại lần nữa khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đơn giản vậy thôi. Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt trở nên sắc bén, bàn tay theo bản năng nắm chặt lại. Hắn nói không sai, phân tích rất chính xác. Cho tới bây giờ, nàng mới biết thì ra người đàn ông này sớm đã đem tình hình của văn phòng nàng tìm hiểu kỹ càng, nhưng vẫn làm ra vẻ lãnh đạm hờ hững. Mà thực ra, hắn cũng không phải tỏ vẻ, bởi vì hắn thực có đủ tư cách lãnh đạm hờ hững như vậy. Lạc tiểu thư, em chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi. Đêm mai, 9 giờ, không thấy em tới, tôi sẽ coi như em tự động bỏ cuộc. Thường Nghiêu khẽ nở nụ cười vô cùng gian tà, hay như quỷ Satan, một tay che trời, hoàn toàn phá hủy đi hy vọng của người khác. Chương 19, tâm địa quá tốt. Bầu trời trong xanh, không một chút gợn mây, khoảng hạn nhất chuyến bay từ Paris về Hồng Kông, Lạc Tranh của người trong sofa trắng như tuyết, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, mái tóc dài buông xõa. Giờ phút này, nàng chẳng còn chút mạnh mẽ cứng cỏi, mà ngừng lại giống như một đứa nhỏ yếu ớt khiến người ta đau lòng. Tranh Tranh, trông em mệt mỏi quá, ngủ một chút đi. Ôn Lục Khiên đưa tay kéo chăn cho nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lạc Tranh không nhắm mắt, nằm đó yên lặng nhìn Ôn Lục Khiên, ánh mắt có chút thất thần. Ôn Lục Khiên nở nụ cười âu yếm, nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai ôn nhu hỏi: em sao vậy? Lạc Tranh khẽ thở dài vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tranh Tranh, em còn chưa nói với anh tại sao lại vội vã trở về như vậy. Ôn Lục Khiên đưa tay lên vịn thành sofa, chăm chú nhìn nàng. Lạc Tranh khẽ kéo cánh tay Ôn Lục Khiên, cúi đầu lên đó như trẻ con, nhắm mắt khẽ nói: nếu như không cách nào hợp khác, khi bằng chúng ta sớm về một chút, trở về Hồng Kông tìm cách khắc phục cũng không muộn. Nói xong, khẽ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy nơi ngực vẫn đè nén như cũ. Nàng không thể không trốn chạy. Khi người đàn ông kia cầm chiếc chìa khóa trong phòng khách sạn sáng loáng đặt vào trong tay nàng, nàng đã có quyết định này. Người đàn ông này không đơn giản, tối thiểu nàng cũng không dám cam đoan mình sẽ lấy được thứ gì từ hắn. Cứ coi như là muốn hợp tác, nàng cũng sẽ phải tuân theo điều kiện, cung phụng hắn cả đêm. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, chính là yêu cầu một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Hắn muốn thân thể nàng. Nàng không còn là một cô gái mơ mộng viển vông. Thương Nghiêu một khi đã nói ra yêu cầu của hắn thẳng thắn như vậy, nghĩa là hắn muốn đạt được. Nàng không muốn tới khách sạn cùng hắn đàm phán gì cả. Nếu như có thể đàm phán thì hôm nay đã ra trường đua, đã có thể làm được rồi. Còn như hắn đã nói, vậy thì không còn bất kỳ sự lựa chọn nào. Chỉ cần nàng tới khách sạn, điều duy nhất chờ đợi nàng chính là cùng hắn phát sinh quan hệ. Nàng không thể có lỗi với Húc Khiên. Loại chuyện như vậy nàng làm không được, bởi vì nàng tin tưởng trên đời này không có chuyện gì có thể sống mãi. Dùng cách này có được hợp đồng, một khi chuyện lại chuyển tới tay Húc Khiên, làm sao có thể chịu đựng nổi? Người bạn tốt mà anh luôn tin cậy cùng bạn gái của anh phát sinh quan hệ, tuyệt đối không được. Lúc Lạc Tranh nhẹ nhàng hít một hơi thở ôn hòa trên người Húc Khiên, trong lòng dâng lên một hồi chua xót. Người này tốt đến nàng với vậy, sao nàng có thể làm ra lại chuyện phản đội anh? Chuyện này tới nước này, nàng chỉ có thể yêu cầu ông trời cho nàng một cơ hội để nàng có thể cứu vãn lấy uy tín của văn phòng. Thường Nghiêu đã đưa ra quyết định như vậy, nhất định có nguyên nhân. Ôn Lục Khiên không hề hay biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, thế là Tranh dầu dĩ không vui, cô tưởng rằng mình không thu xếp được mọi chuyện hợp tác, nhẹ nhàng cười. Tranh Tranh, em không cần quá buồn phiền, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết, không phải sao? Anh biết em đã tận lực là được rồi. Lạc Tranh nhìn chăm chú khuôn mặt ôn hòa như nước của Ôn Húc Khiên, đau lòng đưa tay khẽ vuốt ve mặt anh. Húc Khiên, tâm địa của anh luôn tốt như vậy, anh có hắn là bạn tốt, liệu hắn có coi anh là bạn tốt không đây? Ngay cả bạn gái của anh, hắn cũng muốn nhúng chàm, tận đáy lòng nàng thầm nghĩ, đương nhiên những lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng. Ôn Húc Khiên ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng hôn. Chỉ cần chúng ta không làm chuyện gì hổn thẹn với lương tâm là được rồi, mấy bạn bè cũng không thể quá ép buộc. Húc Khiên, Lạc Tranh vô cùng cảm động, nhưng tận đáy lòng lại nổi lên cảm giác xấu xí vô cùng, khẽ khẽ thở dài, cảm nhận chút hơi ấm trên người anh. Em sẽ không khoanh tay đứng nhìn văn phòng xảy ra chuyện, nhất định như vậy. Trong lòng nàng đã âm thầm hạ quyết tâm. Chương 20,
lúc này chúng ta không được quyền lựa chọn án kiện. Trung tâm Hồng Kông. Sau khi trở lại Hồng Kông, Lạc Tranh lập tức vùi đầu vào giải quyết công việc, gặp gỡ khách hàng, tiếp nhận án mới, thu thập chứng cứ hiện trường, tìm hiểu nhân chứng, lập hồ sơ, chạy tới chạy lui giữa văn phòng với tòa án, lựa chọn thành viên bồi thẩm đoàn, chờ ngày mở phiên tòa, trực tiếp thượng đình. Công việc bận rộn đến nỗi đang ngầu như quên hết mọi việc phát sinh tại Pháp. Hình ảnh người đàn ông nửa chính nửa tà kia cũng dần dần mơ hồ trong đầu nàng. Lần xin lạc, chị khỏe chứ? Tôi tới lấy hồ sơ vụ án. Từ giám đốc Từ quấy rối nữ nhân viên cấp dưới. Khi Lạc Tranh còn đang bận rộn xem hồ sơ vụ án, cửa văn phòng đột ngột mở ra, một nữ trợ lý vóc dáng thành nhã bước vào lễ phép nói. Lạc Tranh không ngừng đầu, vẫn chăm chú đọc hồ sơ như trước, nhẹ nhàng nói. Chứng cứ vẫn trong giai đoạn thu thập, hồ sơ tạm thời chưa đủ để đệ đơn lên tòa. Giám đốc Từ là thành viên của một tập đoàn tại Hồng Kông, trước nay vẫn luôn là khách hàng của văn phòng. Ngay từ khi Lạc Tranh từ Pháp trở về, nhận được lệnh triệu tập của viện kiểm sát, tố cáo giám đốc Từ quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, khiến nàng phải một phen bôn ba, tứ đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh để ông ta được tại ngoại, sau đó lại chìm trong một đống hồ sơ vụ kiện này. Nếu cô trợ lý lại gần nữa băng tên, vô cùng ngọt ngào và lễ phép. Xin lỗi luật sư Lạc, chị không cần phụ trách của giám đốc Từ nữa. Lạc Tranh dừng động tác lật hồ sơ, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trợ lý cách đó không xa. Là quyết định của ai? Là Ôn tiên sinh. Nữ trợ lý mỉm cười. Thế ai sẽ tiếp nhận vụ án này? Lạc Tranh nhẹ nhàng hỏi lại. Luật sư Lạc, Ôn tiên sinh đã quyết định để cho tôi tiếp nhận vụ kiện này. Cô... Lạc Tranh lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Cô ta trông giống như một nữ sinh viên thanh thuần, xem ra mới tốt nghiệp trường học luật chưa lâu, làn da bánh mật khỏe mạnh. Không có nhận ra, cô ta rất thích tắm nắng, bốc người khá tiêu chuẩn. Chỉ là... Thật xin lỗi, tôi không chút ấn tượng nào với cô cả. Thật sự Lạc Tranh chưa từng gặp qua cô gái này. Cô gái kia nhẹ nhàng cười. Luật sư Lạc quá bận rộn, tôi lại chỉ là một nhân viên bình thường. Luật sư Lạc làm sao có thể nhớ rõ chứ? Tôi làm việc ở công ty đã hơn 3 tháng, là trợ lý của Ôn luật sư. Thực ra tôi cũng học ngành luật. Ra vậy. Lạc Tranh khẽ gật đầu, bởi vì 2 năm gần đây văn phòng luật phát triển quá nhanh, theo số nhân viên văn phòng tăng lên không ít, cho nên có rất nhiều người mới nàng không thể biết. Cô tên là gì? Luật sư Lạc, tôi tên là Diêu Vũ, ngưỡng mộ đại danh luật sư Lạc đã lâu, hy vọng sau này có thể học hỏi chị cùng với Ôn luật sư nhiều hơn, rất mong được chỉ giáo ạ. Diêu Vũ tiến lên, chủ động giơ tay ra. Lạc Tranh khẽ đưa tay đáp lễ, cũng không hỏi thêm các vấn đề cá nhân của cô ta, chỉ dứt khoát hỏi một câu. Vừa rồi cô nói gì, xin nhắc lại lần nữa. Dư Vũ hơi sững sờ, có vẻ cô ta không hiểu câu hỏi của Lạc Tranh. Về việc cô tiếp nhận vụ án của giám đốc Từ. Lạc Tranh lấy ngón tay chỉ về phía tập hồ sơ trên bàn, cô ta mới bừng tỉnh, hơi nhíu mày cười. À, là thế này, ý của Ôn luật sư là... Được rồi, cô không cần nói nữa. Lạc Tranh lên tiếng ngắt lời cô ta, cầm lấy hồ sơ đứng dậy, nhìn vào mắt Diêu Vũ, cất tiếng nói vô cùng chân thành và nghiêm túc. Tôi nghĩ cô nên làm trợ lý luật. Một thời gian nữa, muốn làm luật sư, một người khác đều phải nhớ kỹ từng lời mình đã nói ra. Còn nữa, nàng đưa tay chỉ vào đầu, chỗ này lúc nào cũng phải duy trì sự bình tĩnh sáng suốt, ít nhất cũng phải phản ứng nhanh, cô còn chưa đủ tư cách này. Nàng nói xong, liền bước ra khỏi phòng làm việc. Diêu Vũ bị Lạc Tranh nói sắc mặt hết đỏ lại tái, gắt gao cắn chặt môi. Một lúc sau mới rầu rĩ bước ra khỏi phòng. Tại sao phải như vậy? Trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc cố lúc khiên ra, Lạc Tranh đem hộp hồ sơ dày cộp đặt xuống trước mặt anh, hai tay chống lên cạnh bàn, đôi mắt tinh anh lộ rõ ý không vui nhìn anh. Cố lúc khiên nhìn thoáng qua chỗ hồ sơ, hiểu ngay ngày nàng ác ngấm chỉ chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng cười. Tranh Tranh, anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi, anh biết em không luôn thích nhận mấy vụ kiểu này. Vậy cô không thể đem vụ kiện giao cho một người mới vượt. Cô ấy vừa phản ứng tối thiểu của một luật sư cô không có, đứng ở trên tòa, làm sao có thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn, kiểm tra giường sẽ nhất định vặn co cô ấy tới bờ cho mà xem. Lạc Tranh khẽ than, đưa tay day day khái dương đau nhức. Tranh Tranh, Ôn Úc Khiên đứng dậy, đi đến phía sau nàng, vòng tay vây lấy khiến cả người nàng dựa vào ngực anh. Tạo cơ hội cho người mới, cũng nhân thể bồi dưỡng một luật sư ưu tú, không phải sao? Lạc Tranh quay đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Úc Khiên, anh biết rõ giám đốc Từ còn nợ văn phòng chúng ta bao nhiêu giờ tư vấn luật chứ? Hơn 1.300 giờ, anh nhớ rất rõ ràng. Ôn Úc Khiên ôn nhu nhìn nàng. Anh hiểu ý em, trừ khi vào công ty lâm vào cảnh khó khăn, trước mắt giám đốc Từ coi như đã trở thành khách hàng quan trọng nhất của chúng ta. Nhưng mà Tranh Tranh, ông ta bị tố cáo quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, loại vụ kiện kiểu này
em tự mình xử lý có phải là chuyện bé xé ra to không? Chẳng thà giao cho người mới làm. Người mới dù có làm cũng nên tiếp nhận vài vụ kiện dân sự trước đã. Khu khi nào, đây là án thương mại, nhỡ chẳng may cô gái ý thua kiện thì làm sao? Lạc Tranh thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của anh, phản bác lại. Anh cần phải rất rõ ràng, tình hình hiện tại của văn phòng chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Tranh Tranh, em có nghĩ tới hay không? Có lẽ giám đốc từ kia thật sự có thói quen quấy rối nhân viên cấp dưới. Em bảo chúng ta chỉ có thể thắng, cũng tức là cho dù giám đốc từ thật sự có tội, chúng ta cũng phải giúp hắn giải vây. Anh không muốn em phải đối mặt với tình huống đó, hiểu chứ? Ôn Húc Hiên đó lòng nhìn làng, lời nói vô cùng tha thiết. Lạc Tranh tay đáy mắt khẽ dao động, hít sâu một hơi, hơi cùng mắt xuống. Húc Hiên, em nghĩ anh quan tâm em, nhưng mà chúng ta không còn quyền lựa chọn. Cho dù em có muốn thụ lý vụ án kiểu này, cũng thì cũng phải nhận, cũng phải có khả năng của nhân viên kia nói dối, mưu đồ đòi tiền bồi thường chứ. Húc Hiên, chúng ta không còn quyền lựa chọn vụ án, đem bộ này giao cho người mới là một hành động hết sức mạo hiểm. Vì sao em không hiểu cho lòng anh? Ôn Húc Hiên thản nhẹ một tiếng, hai tay bóp chặt vào vai của nàng. Em phải rất rõ, nếu nhận vụ án này sẽ phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Tranh Tranh, anh chỉ muốn em hưởng thụ thế giới của hai người. Húc Hiên, Lạc Tranh lúc này mới hoàn toàn hiểu tâm tình của anh, trong lòng tràn ngập cảm động, đưa tay khẽ vuốt má anh, dịu dàng nói. Hiện giờ là thời điểm mấu chốt của công ty rồi, chờ khi vượt qua giai đoạn này, em sẽ không nhận vụ kiện nào nữa, được không? Cho dù mất đi công ty cũng không sao, anh chỉ muốn ở bên cạnh anh là em thôi. Ô Khiên ôm mặt nàng dịu dàng thì thầm bên tai. Tranh Tranh, em đối với anh rất quan trọng, hiểu không? Em hiểu. Lạc Tranh cũng ôm chặt anh. Nhưng mà Húc Hiên, vì em yêu anh nên mới càng muốn bảo vệ tâm huyết của anh, không phải sao? Nói xong ngang lường lồng nhìn anh. Tin tưởng em, được không? Ôn Húc Hiên dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, hơi thở nỏa khẽ lướt lên làn da mịn màng, sau một khắc cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Chương 21, bị khách không mời mà tới. Trong đêm ta mơ một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, trong giấc mơ ta gặp được tình yêu đích thực, nhưng cũng khiến trái tim ta cảm nhận được nỗi đau đớn, đau đến nỗi không thể hít thở. Khi tỉnh lại, chỉ biết vô lực khóc ròng. Khí hậu Hồng Kông càng lúc càng nóng, cho dù về đêm vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Hôm nay, Lạc Tranh không tới văn phòng mà tự nhốt mình trong nhà cả ngày chuẩn bị hồ sơ. Xong rồi hết thảy, nàng mới dần mình nhận ra trời đã tối từ bao giờ. Căn hộ tại Hồng Kông này do nàng cố gắng làm việc sau vài năm dành dụm mua được. Căn hộ nằm trong một khu chung cư xa hoa của Hồng Kông, không những địa thế tuyệt đẹp mà còn vô cùng thuận tiện. Dưới lầu có một vườn hoa rất lớn, buổi tối nhìn xuống có thể thấy nhiều gia đình trong khu nhà đi tản bộ. Kể từ khi đưa mẹ đi ăn dưỡng, Lạc Tranh quyết định mua căn hộ này. Đây là nơi mà nàng trở về khi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tầng thứ 32, Lạc Tranh thực sự thích độ cao này. Mở điện thoại di động lên mới phát hiện đã có hơn 10 tin nhắn điện thoại lưu lại. Đây là thói quen đặt điện thoại của nàng. Khi muốn tập trung nghiên cứu hồ sơ, Lạc Tranh biết rõ thói quen này không tốt. Làm luật sư thì việc tối thiểu phải bật điện thoại suốt 24 giờ mỗi ngày, nhưng mà nàng thật sự muốn yên tĩnh. Chưa kịp xem tin nhắn, Lạc Tranh đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Húc Hiên, sao anh lại tới? Lạc Tranh vừa mở cửa đã thấy Ôn Húc Hiên xách túi lớn túi nhỏ đứng đó, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Đây là anh muốn làm gì? Nấu cơm đó. Húc Hiên cười, đem tất cả túi lớn túi nhỏ xách thẳng vào trong bếp, bộ dáng vô cùng quen thuộc. Lạc Tranh nhất thời không có phản ứng, giữ người tại chỗ hồi lâu mới vẫn được đóng cửa lại, sau đó đi vào bếp nhìn xem dáng bận rộn của Húc Hiên. Húc Hiên, thật xin lỗi, em không muốn anh mất hứng, nhưng mà anh mua nhiều thực phẩm như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh muốn nấu ăn tại đây? Anh cũng không có cách nào, bên em dụng cụ nhà bếp có vẻ đầy đủ hơn, tụi em không thường nấu ăn lắm. Húc Hiên cười, quay đầu sang nhìn nàng, ngay sau đó cầm lấy con cá tươi trong túi định đập. Khoan khoan đã. Lạc Tranh bị dọa hết hồn nên vội vàng tiến đến gỡ con cá trong tay anh thả vào bồn nước, đầu óc có chút mơ hồ. Húc Hiên, sao anh tự dưng lại chạy qua đây nấu cơm? Chúng ta ra ngoài ăn được rồi, hơn nữa nàng nhìn thoáng qua túi đồ ăn chất đầy trên bàn. Nhiều đồ ăn như vậy, chỉ có hai chúng ta làm sao ăn hết đây? Anh nói chỉ có hai chúng ta. Đúng rồi, di động của em liên tục tắt máy, anh đã lưu lại lời nhắn cho em rồi. Em nghe ngạc nhiên như vậy, chắc chắn là chưa có đọc tin đúng không? Ôn Húc Hiên vừa cười vừa nói, tay vẫn đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lạc Tranh bất giác cảm thấy căng thẳng, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện khiến nàng rất không thoải mái, giống như điểm báo trước một cơn giông bão. Húc Hiên, anh muốn nói có khách, là ai thế? Lạc Tranh không biết vì sao tay khẽ run lên,
giọng nói cũng trở nên chần chừ. Một lúc khiến Thành Tạo đem nguyên liệu nấu ăn phân ra, cũng không quay đầu, lên tiếng. Là Thương Nghêu, cậu ấy mới tới Hồng Kông hôm nay, anh vừa kêu người đi đón về. Nghe tiếng này, tim là Tranh dường như ngừng đập, cả người sững lại, hai mắt bất giác mở to, đôi môi anh đào cũng vì sững sờ mà cứng lại. Một cảm giác mơ hồ nhanh chóng lan tỏa trong lòng. Ôn Vũ Khiên hồi lâu không thấy Lạc Tranh có động tĩnh gì, động tác chuẩn bị đồ ăn bất giác ngưng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Tranh Tranh, em sao vậy? Lạc Tranh ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Ôn Vũ Khiên, dè dặt hỏi. Anh nói Thương Nghêu tiên sinh tới Hồng Kông, anh ta sẽ không tới nhà em chứ? Đúng vậy, anh đã kêu lái xe đi đón cậu ấy. Ôn Vũ Khiên xoay người nhìn nàng. Tranh Tranh, anh biết không trực tiếp hỏi xin sự đồng ý của em là không hay, nhưng mà lần này Thương Nghêu thành công muốn cùng chúng ta hợp tác. Cô ấy nói lần trước đã khiến em hiểu lầm, giờ hợp đồng bên kia đều đã chuẩn bị xong. Có lẽ là do lời nói không được diễn đạt hết ý tứ khiến em hiểu lầm cậu ấy không có thành ý. Hôm nay cô ấy hẹn gặp mặt để thỏa thuận hợp tác. Đầu óc Lạc Tranh nó hoàn toàn rối loạn, khẽ vuốt ve khóe mắt đau nhức. Cho dù là vậy anh cũng không thể mời anh ta tới chỗ này, đây là nhà em, nơi riêng tư của em, muốn nói chuyện hợp tác phải ở văn phòng mới đúng. Tranh Tranh, Thương Nghêu là bạn anh, trên điện thoại cậu ta rất khẩn khoản muốn ăn những món ăn gia đình, em cũng biết anh nấu ăn không tệ, sao lại có thể bạc đãi bạn bè chứ. Ôn Vũ Khiên cười nhìn nàng. Đêm nay coi như là bạn cũ gặp gỡ ôn chuyện. Tranh Tranh, anh biết em luôn có thành kiến với Thương Nghêu, nhưng lần này người ta mang theo thành ý mà tới, điều này mà nói lên là cậu ta của anh là bạn mà. Lại Tranh càng đau hơn, lúc này điều hòa vẫn đang mật mà nàng còn cảm thấy nóng, còn bây giờ toàn thân chỉ có một cảm giác lạnh lẽo bao phủ. Vũ Khiên, anh không định để anh ta ở lại chỗ của em đêm nay đi chứ? Sao có thể thế được? Ôn Vũ Khiên hôn khẽ lên trán nàng nói. Khách sạn đã đặt xong rồi rồi, tối nay chỉ là tới ăn bữa cơm mà thôi. Nếu để cậu ta ở lại nơi này, anh cũng phải chuyển qua đây. Anh không muốn nhìn thấy bạn gái xinh đẹp của mình cùng cậu ta, cô nam quả nữ ở chung một chỗ đâu. Tâm tư Lạc Tranh lúc này mới dịu lại đôi chút. Nếu như chuyện này là thật, nàng tình nguyện tự mình ra khỏi khách sạn ở. Tranh Tranh, em không vui phải không? Ôn Vũ Khiên cảm nhận được vẻ mặt nàng không được tự nhiên, cũng không tình nguyện. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn anh. Không phải không vui, chẳng qua chỉ cảm thấy Thương Nghêu tiên sinh lần này muốn nói hợp tác với chúng ta, phải sức tiếp đãi anh ta mới đúng. Bữa tối này sao có thể tùy tiện như vậy? Hay là chúng ta tới nhà hàng Italy lần trước, quan cảnh và đồ ăn ở đó quả thực rất tuyệt. Tranh Tranh, lúc trước anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà Thương Nghêu một mực muốn ăn đồ ăn Hồng Kông chính hiệu, khiến anh cũng không nỡ cự tuyệt. Ôn Vũ Khiên nhẹ nhàng nói. Thực ra yêu cầu của cô ấy cũng không có gì quá đáng. Nghĩ lại, nếu chúng ta tới một nhà hàng truyền thống sẽ vô cùng thuyền toái. Thương Nghêu dù sao cũng là người có danh vọng, nếu để mấy tạp chí thương mại chụp được sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chẳng thà tối nay ở đây mọi người cùng uống rượu, không phải lo lắng gì cả, chẳng phải tốt lắm sao? Còn muốn uống rượu? Lạc Tranh vừa nghe tóc tai đều muốn dựng cả lên, ngay sau đó nàng liền mở cái túi trên bàn, quả nhiên là rượu trắng. Có lẽ là Thương Nghêu vốn là uống toàn vang đỏ cùng rượu mạnh, nên lúc nói chuyện trong điện thoại rất là tha thiết muốn nếm thử đặc sản rượu trắng của Hồng Kông. Cũng tốt, cho cậu ấy nếm thử thứ rượu đặc biệt của chúng ta. Ôn Vũ Khiên nói xong, đem mừng rượu đặt sang một bên. Lạc Tranh cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng rõ. Nàng không nói gì, chỉ gắt gao siết chặt nắm tay. Người đàn ông kia đến tụ cùng là muốn cái gì? Chỉ đơn thuần là muốn làm khách tối sao? Mới nghĩ tới đó, đinh, chuông cửa bỗng dưng vang lên. Lạc Tranh bất giác kinh hoàng, hai mắt trừng lớn như gặp quỷ hiện hình. Nhất định là Thương Nghêu đến, đánh ra mở cửa. Ôn Vũ Khiên nói xong liền đem nguyên liệu trong tay bỏ xuống, đi ra khỏi bếp. Vũ Khiên. Lạc Tranh căng thẳng tột độ, vô thức giữ chặt cánh tay Ôn Vũ Khiên, sắc mặt nhìn qua có chút hốt hoảng. Ôn Vũ Khiên hơi sững người lại. Tranh Tranh, em làm sao vậy? Chuông cửa lại vang lên một lần nữa, không có nhận ra, người bên ngoài cuộc tính kiên nhẫn cũng nghị lực vô cùng. Nhưng mà tiếng chuông lại lọt vào tai Lạc Tranh, chẳng khác nào tiếng búa đòi mạng, như thể người bên ngoài cửa kia chính là thần chết đáng sợ, khiến nàng cảm thấy kinh hoàng, một nỗi sợ kỳ quái mà nàng không cách nào giải thích. Em... Nàng định nói lại thôi, mấy giây sau, tiếng nói dịu dàng cất lên, toát lên sự trấn tĩnh đè nén nỗi sợ hãi được lẹt che giấu. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, chỗ của em lộn xộn như vậy, người ngoài nhìn thấy sẽ cười cho. Ôn Vũ Khiên nhìn chung quanh căn phòng, thảm trải dàn sạch sẽ, sofa được kê rất sáng tạo, ngay cả gối dựa trên sofa cũng được sắp xếp tinh xảo, các đồ trang trí trên bàn trà vô cùng hài hòa. Ôn Vũ Khiên cười khẽ, đưa tay trấn an Lạc Tranh. Tranh Tranh, em yên tâm đi, Thương Nghêu đã ở ngoài đời, là người rất dễ gần, mặc dù trong công việc có phần hơi quá nghiêm túc.
Cô khi hiểu lầm ý tứ cùng vẻ mặt của nàng, còn tưởng rằng nàng chỉ đơn thuần không thích người lạ tiến vào nhà mình mà thôi. Lạc Tranh nghe vậy, chỉ đánh buông mặt tay đang nắm chặt cánh tay anh, nhìn theo bóng anh đi về phía cửa chính. Cửa từ từ mở ra, một gương mặt quen thuộc in vào trong đáy mắt Lạc Tranh, gương mặt đẹp vô cùng cương nghị, cùng từng đường nét mang theo đủ mị lực hấp dẫn. Còn có, khóe môi tát lên một cuồng nịnh, cùng đôi mắt sâu thẳm khiến nàng chỉ muốn trốn thật xa. Không thể khinh thường người đàn ông này, giờ hắn đang đường hoàng đứng trước cửa nhà nàng. Ôn Vũ Khiên đầy nhiệt tình đón hắn, mà Lạc Tranh lại vô thức lui về phía sau một bước. Nàng có thể cảm nhận hơi thở mạnh mẽ từ trên người đàn ông kia, tuy đứng cách xa trong phòng khách nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng loại khí thế cuồng dã không giống người thường, mà mang theo một chút sức hút vô cùng lớn, khiến nàng thật sự không thể nào làm sao để đối mặt. Thường Nghiêu bước vào, còn mang theo một chai vang đỏ được sản xuất tại Pháp. Sau khi cùng Ôn Vũ Khiên trò chuyện vài câu, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên người Lạc Tranh. Lạc Tranh rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên một tia giảo hoạt cùng hứng thú, giống như một tay thợ săn rốt cuộc lại bắt được con mồi vừa trốn mất. Không ngờ nhà của luật sư Lạc lại ấm áp như vậy. Trước đây tôi vẫn nghĩ nhà của những phụ nữ mạnh mẽ sẽ rất lạnh lẽo và cứng ngắc. Tiếng nói chuyện quen thuộc lại hướng về phía nàng, thuần khiết như hương vị của sự vàng. Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, trạng thái khẩn trương cùng tinh thần chuẩn bị nghênh chiến lại trở lại trong đầu óc của nàng. Qua mấy ngày tiếp xúc tại Paris, nàng đã sớm nhận ra trong lời nói của người đàn ông này luôn ẩn chứa một điều gì đó, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ lập tức sa vào bẫy của hắn. Ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên người hắn, tuy rằng hôm nay hắn không mặc âu phục lạnh lẽo như thường thấy nhưng vô cùng tề chỉnh, quần tây ôm lấy đôi chân dài rắn chắc, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cũng không khó thể nhận ra quần áo đều là được đổ mặt vai vô cùng tinh xảo, khiến dáng người cao lớn ưng nhã của hắn được vô vẩy hết. Không thể không thừa nhận, lúc này đúng là rồng giữa đám người, nhưng đáng tiếc lại là một con rồng tà ác. Lạc Tranh bước nhẹ lên trước, đôi môi anh đào khẽ mở, mỉm cười lịch sự hướng về phía tán đưa tay ra. Thế như tiên sinh, chào mừng ngài đến Hồng Kông. Chương 22, từng bước tới gần. Hai bàn tay nắm lấy nhau, bàn tay đàn ông mạnh mẽ bao lấy bàn tay mềm mại nhỏ xinh của người con gái nhỏ bé xinh đẹp, làn da ngăm tương phản với làn da trắng muốt, nhìn vào có cảm giác kích thích thị giác mãnh liệt. Có lẽ bởi lỗi nghi ngờ trong lòng vẫn luôn thường trực, Lạc Tranh thì cảm thấy hắn không có chút hảo ý, dùng sức nắm chặt bàn tay nàng. Vừa muốn rút tay về, thấy Thương Nghiêu đã kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé lên, vô cùng tao nhã, như người đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Tâm tư Lạc Tranh theo nụ hôn của hắn lại xuống đập loạn lên, nhưng nàng cũng không có những ngưng cô gái khác hoảng sợ rút tay về, mà hết sức bình tĩnh đón nhận. Đây thực ra là hành động hết sức bình thường khi đàn ông Pháp giao tiếp với phái nữ, tuy rằng nàng biết rõ hành động này của hắn là có chủ ý. Mấy ngày không gặp, luật sư Lạc càng ngày càng đẹp. Ánh mắt Thương Nghiêu vô cùng lớn mật dán lên thân hình nàng đã mặc trang phục thoải mái ở nhà của Lạc Tranh. Ánh mắt hắn phảng phất một tia u tối mờ mịt. Giờ khắc này Lạc Tranh không còn vẻ sắc bén như thường thấy trong công việc, mà thay vào đó là vẻ thanh nhã cùng khí chất kiểu mị của người con gái. Thấy nấy mắt nàng ánh lên tia cảnh giác, Thương Nghiêu nhếch môi cười, quay sang nhìn Ôn Vũ Khiên ở bên cạnh. Vũ Khiên, cậu cần phải giám sát chặt chẽ cô bạn gái xinh đẹp này mới được. Ôn Vũ Khiên cười sảng khoái. Thương Nghiêu, cậu vẫn thích nói đùa như vậy. Nào, đừng khách khí, mau ngồi xuống. Thương Nghiêu nở nụ cười đầy ý vị sâu xa, bước vào trong phòng khách ngồi xuống sofa, không có chút câu nệ giữ ý. Hai chân Lạc Tranh như bị chôn chân tại chỗ, từ khi người đàn ông này bước vào cửa, lòng của nàng bỗng như thể bay bổng giữa không trung, giống như vừa rồi lời nói cũng cùng vẻ mặt vô cùng khó đoán của hắn khiến nàng bất giác toát mồ hôi lạnh. Tranh Tranh, anh tiếp Thương Nghiêu một chút, đồ ăn sẽ xong ngay bây giờ. Ôn Vũ Khiên kéo Lạc Tranh qua, vừa cười vừa nói. Thương Nghiêu bộ dáng lười biếng dựa vào sofa, chân trái vắt lên phân chân phải, vô cùng tào nhã, từng đường nét khuôn mặt vô cùng hài hòa, nhưng nhìn kỹ không khó nhận ra trong đó ẩn chứa một nét tà mị. Hắn giống như một con báo đen đang ung dung tự tại, tuy rất tĩnh lặng nhưng khiến người ta không dám khinh thường. Da đầu Lạc Tranh căng lên, cố gắng nở nụ cười tự nhiên, kéo tay Ôn Vũ Khiên. Vũ Khiên, bếp là nơi dành cho phụ nữ, hay cứ ở đây nói chuyện với Thương Nghiêu tiên sinh cho thoải mái, đem xuống bếp cho. Nàng cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì. Tóm lại, nếu để nàng đơn độc cùng ở một chỗ với người đàn ông này, nàng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ôn Vũ Khiên đã không nghĩ được nhiều như vậy. Anh từ nhỏ đã mang bản tính thuần hậu, nghe những lời này của Lạc Tranh khẽ vỗ lên mặt tay nhỏ bé của nàng. Em chẳng mấy khi vào bếp, em sợ em sẽ bị dầu làm bỏng mất. Nói đến đây, anh nhìn về phía Thương Nghiêu,
ôm lấy Lạc Tranh. Đừng thấy Tranh Tranh bình thường trên toàn giữ y phong mà lầm, vừa đến phòng bếp cô ấy sẽ lập tức biến thành trẻ nhỏ, để cô ấy vào bếp một hồi là nhất định sẽ có chuyện. Hô Khiên, Thường Nghiêu nở nụ cười vô cùng thoải mái. Luật sư Lạc, xem ra em chưa có thể ở đây trò chuyện cùng tôi. Bếp núc cứ giao cho Húc Khiên đi, tài nấu nướng của cô ta tôi đã từng được lĩnh giáo, không tệ chút nào. Yên tâm, hôm nay sẽ cho cậu nhớ lại những hương vị năm xưa. Ôn Húc Khiên khẽ nhằng nhắc đến chuyện xưa, bộ dáng vô cùng hào hứng. Húc Khiên em... Tìm lại Tranh như thắt lại. Tranh Tranh, em cứ ngoan ngoãn ngồi chờ đồ ăn ngon là được rồi, anh cũng không để em hun khói mù mịt trong bếp đâu. Ôn Húc Khiên nói xong, cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn, cười cười, xoay người trở lại phòng bếp. Cửa phòng bếp đóng lại, ngăn cách hết tẩy mùi khói dầu cùng thanh âm nấu nướng. Phòng khách cực kỳ yên tĩnh, trong không khí dường như lan tỏa một mùi ái muội mập mờ cùng với hơi thở có phần lúng túng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầy áp lực, loại áp lực nặng nề chưa từng có. Cho dù nàng không nhìn hắn, nàng cũng biết hắn đang quan sát mình bằng một ánh mắt gần như là trêu tức cùng rình rập. Một hồi lâu sau, nàng tiến lên cố làm ra vẻ trấn định, thản nhiên nói: Thân ngài, mình không biết Thương Yêu tiên sinh sẽ đến nên tôi không có chuẩn bị, trong nhà chỉ có bạch trà, không biết Thương Yêu tiên sinh có muốn uống hay không? Có chứ. Tiếng nói trầm thấp để mê hoặc của Thương Nghiêu vang lên. Xin chào một chút. Lạc Tranh ấm tầm hít sâu một hơi, bắt đầu bận rộn chuẩn bị trà cho hắn. Thành thực mà nói, nàng không có thói quen tiếp khách ở nhà nên nhất thời bạch trà đến đâu cũng không nhớ. Nhìn chỗ trong phòng khách có thể để trà, cơ hồ đều bị lật tung lên. Thương Nghiêu tiên sinh, ta là xấu hổ, xin anh ở trong phòng khách chờ một chút. Nàng nhớ rõ ở trong phòng ngủ nằm giữa phòng ăn, mà phòng khách nhất định đã có đầy bạch trà. Không cần mày vội. Thường Nghiêu vẻ mặt vẫn nhàn nhã như trước, nhìn dáng nàng đẩy cửa bước vào trong phòng ngủ, ánh mắt đẹp tẫm vẫn phản chiếu lên bóng lưng xinh đẹp của nàng. Bóng lưng của nàng rất đẹp, nhất là khi mặc quần áo thoải mái ở nhà, từng đường cong mềm mại tròn trịa, dáng người tha thướt, đẹp tựa giao chỉ tiên nữ. Khóe miệng người đàn ông bất giác hiện lên nét cười đầy vẻ trong keo. Đáng chết, nàng rõ ràng nhớ bạch trà đến đây, làm sao lại không tìm thấy? Lạc Tranh bất giác bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, bởi vì chưa từng tiếp khách tại nhà, nếu nay nàng có phần luống cuống tay chân, còn đang mải suy nghĩ nên dùng cái gì để tiếp đãi người đàn ông kia cho thích hợp. Phòng ngủ của luật sư Lạc nhìn qua thật là ấm áp. Tiếng nói quen thuộc tràn đầy tà mị từ phía sau nàng vang lên, giờ khắc này thanh âm của hắn càng thêm phần mập mờ cùng hơi thở mạnh mẽ đầy ái muội. Ai bảo anh vào đây? Lạc Tranh hoàn toàn không ngờ tới người lúc này lại dám bước vào phòng ngủ của nàng, bị dọa tới mức mở to hai mắt. Quay đầu lại chỉ thấy hắn đang nở nụ cười tà mị hệt ma quỷ. Thường Nghiêu nở nụ cười toát lên vẻ tà mị không hề che giấu. Tôi là khách tới thăm nhà luật sư Lạc, đi thăm một chút cũng đâu có gì quá đáng. Vừa nói hắn vừa bước về phía bức tường treo đầy khung ảnh trước mặt, hưng phấn ngắm nhìn ảnh nàng. Nơi đó là ảnh của Lạc Tranh lớn lên từ nhỏ, từ lúc bắt đầu đi học tới khi trở thành luật sư, thật giống như một cuốn tiểu sử bằng hình ảnh vậy. Cầm lấy một khung hình, khóe môi hắn hơi cong lên vô cùng đẹp mắt. Trong khung hình là nàng mặc một chiếc váy ngắn, khung tay màu trắng, tóc dài xõa vai, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Cho dù là khách, không thể nào khách thành chủ tự tiện làm lộn sổ đồ của người khác như vậy. Lạc Tranh tiến lên đoạt lại khung ảnh trong tay hắn, treo về chỗ cũ. Đây là tấm hình nàng chụp khi vừa tốt nghiệp đại học, trên mặt vẫn còn nét trẻ con vô cùng hồn nhiên trong sáng. Mà nay nàng đã trở thành luật sư bách chiến bách thắng, ánh mắt không hề thanh thuần. Luật sư Lạc lúc không mặc trang phục công sở trông càng hấp dẫn đến chết người. Thường Nghiêu nhìn theo Lạc Tranh treo lại khung ảnh, bóng lưng xinh đẹp của nàng hệt như cây anh túc, tỏa ra mị lực hút hồn. Tiếng nói trầm thấp toát lên vẻ tán thưởng. Thân hình cao lớn dần dần tiến lại gần nàng. Lạc Tranh không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của người đàn ông phía sau đang hướng thẳng đến nàng, khiến nàng hít thở khó nhọc. Ngay sau khi thân hình cao lớn của hắn áp sát sau lưng nàng, Lạc Tranh vội vàng quay đầu đách người tránh đi, nở nụ cười lễ độ: Thưa người tiên sinh, trà đã tìm được rồi, chúng ta đến phòng khách. Không đợi nàng nói hết lời, chỉ thấy Thương Nghiêu giữ cánh tay ra, một sức lực mạnh mẽ siết chặt lấy cái eo nhỏ của nàng. Ngay sau đó hắn thuận thế đem thân thể mềm mại của nàng kéo lại gần. Cứ như vậy, cả người dán vào ngực hắn. Tim Lạc Tranh như muốn nhảy lên tận cổ, nhưng nàng không có hoảng sợ la hét như những người phụ nữ khác, chỉ là mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang ghì chặt nàng vào tường, không thể tin nổi tình cảm đang tràn ngập trên gương mặt hắn. Thưa người tiên sinh, anh thế này để Húc Khiên nhìn thấy sẽ rất không hay. Nàng cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất để che giấu sự bất an ở trong lòng.
vì sao lại trốn tránh tôi? Thương Nghiêu không trả lời nàng mà lại dứt khoát đặt ra câu hỏi vô cùng lớn mật. Lạc Tranh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng cuồng dã của hắn. Nàng cũng quá gần cận hắn, khiến nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mãnh liệt cuồng dã của hắn, mà không hiểu sao trái tim nàng cũng đập nhanh hơn. Tôi đâu cần phải trốn tránh, Thương Nghiêu tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Nàng né tránh đưa mắt nhìn sang bên, hơi nhíu mày cười nói. Trong lòng Lạc Tranh lúc này vô cùng lo lắng nếu như Húc Khiên bước vào, nhưng mà nàng biết người đàn ông này sẽ không buông tha nàng dễ dàng như vậy. Hiểu lầm. Hắn cúi xuống, cười nhẹ bật ra từ tiếng ngứt hầu, hai tay giữ chặt áo nàng, không chút kinh kỵ tỉ mỉ hôn lên làn da non mịn nơi gáy, ngậm nhấm vành tay nhỏ xinh, nơi ngón tay thon dài lướt nhẹ lên mở môi căng mọng, thơm mát chứa đầy mật ngọt của nàng. Đêm đó tôi ở khách sạn chờ em cả đêm, cô gái to gan, em phải biết rằng tôi chưa từng đủ nhẫn nại để chồng một người phụ nữ. Nói như vậy, tôi đã phá vỡ nguyên tắc của Thương Nghiêu tiên sinh rồi. Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Đúng, em đã buộc tôi phải phá lệ. Thương Nghiêu khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ánh mắt đen sâu thẳm, phát ra tia mê đắm, thân hình cao lớn đem nàng hoàn toàn bao phủ. Tôi không nghĩ sẽ có người con gái dám không nghe lời tôi. Lạc Tranh mỉm cười, hơi nghiêng đầu tránh đi bàn tay không an phận của hắn. Theo tôi được biết, Thương Nghiêu tiên sinh đến Hồng Kông lần này là vì chuyện hợp tác. Tôi nghĩ loại tư thế này của chúng ta không thích hợp để bàn chuyện hợp tác cho lắm. Nàng không muốn nói tới chuyện ngày hôm đó, muốn cho là hắn sẽ không có thành ý. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại đến để lôi chuyện cũ ra. Bàn chuyện hợp tác chỉ là một phần, bên cạnh đó còn có một mục đích khác. Mục đích đó mới là quan trọng nhất. Thương Nghiêu chăm chú quan sát gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, thấy ánh mắt nàng lóe lên vẻ khó chịu, nhẹ nhàng nói. Mục đích gì? Là em. Thương Nghiêu thẳng thắn thừa nhận. Lạc Tranh chỉ cảm thấy tóc tai như muốn dựng cả lên, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập cảnh giác, toàn thân cũng trở nên dè chừng. Em có biết rằng tôi nhớ nhung vẻ đẹp của em, vẻ đẹp như vầng trăng lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng phả ra hơi thở thơm mát, quét qua đôi môi anh đào của nàng. Lạc Tranh muốn tránh không được, nàng cũng không thể không thừa nhận người đàn ông này quả thực là một cao thủ tán tình. Một câu khen ngợi rất đơn giản từ miệng của hắn phát ra lại trở nên vô cùng mơ mộng. Thương Nghiêu tiên sinh quá khen, nhưng xin anh đừng quên, Húc Khiên vẫn luôn coi anh là bạn. Anh thật sự khiến người ta khó chấp nhận. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn em một đêm. Ngón tay thon dài của Thương Nghiêu khẽ mơn man gương mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay khẽ tách mở môi, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ bên trong, ánh mắt trở nên u tối. Chẳng lẽ muốn em cùng tôi một đêm khó đến vậy sao? Nếu như Thương Nghiêu tiên sinh lần này định mượn chuyện hợp tác để nói mấy lời kia, thực tiếc tôi không có hứng thú. Lạc Tranh cất giọng đánh lùng, bên môi vẫn tràn ngập mùi hoắc hương thơm mát thuộc về riêng hắn, triệt miên bao vây. Tôi sẽ không vì chuyện hợp tác mà thỏa mãn bất kỳ điều gì, cũng tuyệt đối không thể vì thế mà phản bội Húc Khiên. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment nó vì kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.